Hoa hậu Hờ Hen Nhe gây bất ngờ với hình ảnh giản dị, bình thường nhưng vẫn thần thái ngút trời. Là một trong những hoa hậu, người đẹp được lòng công chúng, Hờ Hen Nhe luôn nhận được sự chú ý ngay từ khi trở về Việt Nam. Không chỉ đẹp về nhan sắc, vóc dáng mà còn từ những cử chỉ cao đẹp vì cộng đồng. Sự chân chất trong cách giao tiếp, gặp gỡ và trò chuyện của cô gái đã khiến người đối diện phải siêu lòng. Một nhiếp ảnh gia từng hợp tác cùng Hờ Hen Nhe chia sẻ: "Lần đầu tiên ghi tên Việt Nam vào top 5 vũ đài sắc đẹp thế giới, tôi nghĩ Hen đã phải nỗ lực nhiều lắm. 2 tiếng trò chuyện đủ để tôi hiểu vì sao em ấy chiến thắng. Bên cạnh vẻ đẹp thuần chất nguyên sơ thì chính là sự chân thật và giàu tình cảm, không hoa mỹ xã giao, đại bôi, không nói những câu đẹp vẻ vô thưởng vô phạt. Những câu chuyện về buôn làng, về những ngày vất vả nơi xứ người, về những thất bại và những khuyết điểm được Hen kể nhẹ như không. Vẻ đẹp đơn giản, dân dã của Hen được thể hiện từ nụ cười cho đến cách quan tâm người khác qua từng cử chỉ nhỏ. Không mang mắt hoa hậu để chờ đợi người khác phục vụ mình, Hen luôn chủ động và gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ hỗ trợ cho Hen. Có lẽ với Hen, những cố gắng, nỗ lực của mình chỉ để đền đáp lại sự dấn thân mà mọi người đã cùng mình vì tất cả. Mang danh xưng là hoa hậu, top 5 hoa hậu hoàn vũ thế giới, nhưng bất kể ở đâu, hoàn cảnh như thế nào, cô Hen vẫn luôn mang lại một cảm giác gần gũi, đáng yêu. Chẳng hề ngại ngùng khi tự dáng bựa lầy, Hen vẫn cực thần thái và tỏa sáng như chính tâm hồn cô ấy. Hiếm khi có được một cô hoa hậu chân phương đến thế. Như cựu á hậu Hoàng Vũ Lệ Hằng từng chia sẻ, điểm yếu của Hen là quá thật. Sau thành công lớn này, có lẽ Hen là cô gái hạnh phúc nhất. Nhưng niềm hạnh phúc đó Hen muốn lan tỏa ra cộng đồng nhiều hơn bằng chính những dự án nhân văn khác. Trong hành trình sự nghiệp của Hen Nhe sẽ luôn có được tình yêu thương và sự dõi theo của khán giả. Hoa hậu Hờ Hen Nhe bất ngờ nhận giải thưởng danh giá này đây, khiến ai cũng tự hào. Với những hoạt động ý nghĩa và tích cực đóng góp cho cộng đồng, xã hội, Hoa hậu Hờ Hen Nhe, top 5 Miss Universe 2018, được vinh danh trong đêm trao giải ngôi sao của năm với giải thưởng ngôi sao vì cộng đồng. Giải thưởng mang giá trị to lớn với tôi. Những hoạt động tôi làm xuất phát từ trái tim, tôi muốn sẻ chia với cộng đồng. Tôi không nghĩ mình có cơ hội được vinh danh tại đây, Hờ Hen Nhe chia sẻ. Diện trang phục dạ hội lộng lẫy của nhà thiết kế Linh Sang, nhiều khán giả tinh ý nhận ra đây chính là một trong 4 bộ dạ hội mà Hờ Hen Nhe mang đến Miss Universe 2018 nhưng chưa có cơ hội sử dụng. Top 5 Miss Universe 2018 cho biết đây là sự kiện giải trí lớn đầu tiên mà cô tham dự sau khi về nước, nên cô muốn chọn cho mình một bộ trang phục đẹp nhất để ra mắt khán giả. Với bộ trang phục này, Hờ Hen Nhe tiếp tục khoe vóc dáng quyến rũ, gợi cảm với những đường cắt xẻ tinh tế, thanh lịch, kết hợp với các họa tiết trang trí tinh xảo ở phần cổ và eo váy. Màu trắng cũng là gam màu Hờ Hen Nhe yêu thích và mang lại nhiều may mắn cho cô. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những người phụ nữ có nhiều hoạt động ý nghĩa, tích cực cho cộng đồng trong năm 2018. Suốt một năm qua, Hoa hậu Hờ Hen Nhe luôn là cái tên nổi bật trong các hoạt động vì cộng đồng, xã hội. Cô liên tục trở thành đại sứ cho nhiều chương trình, tổ chức lớn như Room to Read hướng đến giáo dục trẻ em và nữ sinh, đại sứ nhân ái cho học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và đồng hành cùng chương trình Vừa A Dính, tham gia đồng hành cùng chiến dịch bảo vệ sức khỏe người nhiễm HIV/AIDS và tuyên truyền chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Cụ thể, cô đã xây dựng thư viện Room to Read tại tỉnh Lâm Đồng, quyên góp được số tiền 20.530.000 đồng cho quỹ Room to Read, trao 50 học bổng phát triển toàn diện cho các em nữ sinh trên khắp thế giới. Đặc biệt, giải băng đỏ, biểu tượng cho ý thức và sự ủng hộ dành cho những người bị nhiễm HIV, luôn xuất hiện cùng với Hoa hậu Hờ Hen Nhe trong các sự kiện quan trọng. Ngay cả khi sang Thái Lan tham gia Miss Universe, giải băng cũng đồng hành cùng Hờ Hen Nhe. Sau khi giành vị trí top 5 Miss Universe, nhiều trang báo quốc tế đã gọi Hờ Hen Nhe là Cinderella châu Á, cùng hàng loạt bài viết phân tích, bình luận trên khắp các diễn đàn. Đoạn video quay cảnh Hờ Hen Nhe đi phát quà cho người dân trong chuyến về thăm quê đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả quốc tế và nhanh chóng trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội. Đoạn video này ban đầu được fanpage của chuyên trang sắc đẹp Miss Sociology đăng tải. Sau đó fanpage có tên Sass Factor Việt Nam đăng tải lại với tựa đề Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2018 Hờ Hen Nhe trở về nhà. Video đã nhận được 182.000 lượt thích và 101.000 lượt chia sẻ chỉ sau hơn 3 tiếng đăng tải.
Tuy không giành được vương miện Miss Universe 2018, nhưng với những gì đã thể hiện, Hoa hậu Hồ Hèn Nhê, top 5 Miss Universe đã chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy một hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, tự tin và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến với cộng đồng. Từ đó làm nên lịch sử trẻ sắc đẹp Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội mới cho những cô gái trẻ có ước mơ, đam mê và lý tưởng sống. Hiện top 5 Miss Universe sẽ tiếp tục bước với các hoạt động lịch trình trả lời phỏng vấn báo chí, truyền thông. Sau đó sẽ có một chuyến về thăm quê nhà Đắk Lắk trước khi quay trở lại tiếp tục với các kế hoạch, dự án thiện nguyện của mình. Hồ Hèn Nhê và hành trình chinh phục đỉnh cao Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Miss Universe 2018 với sự quy tụ của 94 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã gần đi đến chặng cuối của cuộc hành trình đầy gian nan, vất vả nhưng cũng vô cùng thú vị. Tại đây, các người đẹp có thể khẳng định được tài năng, sự tự tin và bản lĩnh của mình trong cuộc đua giành chiếc vương miện danh giá. Theo đó, Hồ Hèn Nhê là gương mặt đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì thế giới này. Cao 1m72 và sổ đo 3 vòng 83, 60, 97, nhưng Hồ Hèn Nhê vẫn gây được ấn tượng mạnh mẽ bởi làn da nâu khỏe khoắn, hình thể cân đối săn chắc. Khi trình diễn trên sân khấu, cô gái gốc dân tộc Ê-đê luôn cho thấy sự tự tin tràn đầy năng lượng và cuốn hút người xem. Trong số các thí sinh Việt Nam từng tham gia Miss Universe như Hoàng My, Diễm Hương, Trương Thị Mây, Phạm Hương, Lệ Hằng, Nguyễn Thị Loan thì Hồ Hèn Nhê ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Thái Lan đã được giới chuyên môn đánh giá cao và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía cộng đồng mạng trong nước và quốc tế. Cụ thể, chuyên trang sắc đẹp Global Beauty chính thức công bố bảng xếp hạng dự đoán về thứ hạng các thí sinh. Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Hồ Hèn Nhê được dự đoán giữ vị trí Á hậu 2 chung cuộc. Ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp đến từ Philippines và Á hậu 1 là Nam Phi. Top 10 được Global Beauty dự đoán lần lượt thuộc về Lebanon, Rico, Tây Ban Nha, Mỹ, Sri Lanka, Canada và Venezuela. Ngoài ra, chuyên trang sắc đẹp Mixology cũng đã ghi dấu Hồ Hèn Nhê trên bảng xếp hạng với dự đoán cô lọt top 6 của cuộc thi. Xếp sau các người đẹp đến từ Philippines, Colombia. Hòa theo không khí của cuộc thi, cựu Hoa hậu Hoàn vũ 2011 cũng đã đưa ra bảng dự đoán top 20 chung cuộc. Có lẽ chính vẻ đẹp cá tính, khỏe khoắn và sự khác biệt về mái tóc đã giúp đại diện Việt Nam gây ấn tượng đặc biệt với bậc tiền bối và những người thuộc nhóm chuyên môn. Khác với phần lớn đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế, Hồ Hèn Nhê, một trong những thí sinh tham gia Miss Universe 2018 lộ diện sớm nhất, đã có khoảng thời gian khá dài, đủ để trau dồi, hoàn thiện bản thân trước khi mang chuông đi đánh xứ người. Hồ Hèn Nhê rất chịu khó học hỏi, tìm tòi những thứ mới lạ. Đặc biệt, cô không ngại thay đổi bản thân ở nhiều phong cách khác nhau. Mặc dù không ít lần gây tranh cãi, nhưng Hồ Hèn Nhê vẫn luôn tiếp nhận với một thái độ tích cực nhất. Điển hình như vụ Hồ Hèn Nhê bị Hoa hậu Mỹ đá xoáy, do trình độ tiếng Anh kém. Mặc cho các diễn đàn sắc đẹp, khán giả quốc tế, nhất là Thái Lan phản đối, vì cho rằng Hoa hậu này có ý chịu cực khả năng tiếng Anh của mình, Hồ Hèn Nhê chưa một lần phản pháo. Thay vào đấy, cô lấy đó làm động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa. Hồ Hèn Nhê đã và đang cố gắng từng ngày để khẳng định mình trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Để minh chứng cho điều đó, người đẹp Ê-đê đã có một đêm thi bán kết khá thành công diễn ra vào tối ngày 13 tháng 12. Phần trình diễn trang phục dạ hội và đồ tắm của đại diện Việt Nam đều được các chuyên gia nghiên cứu các cuộc thi nhan sắc đánh giá cao. Không sở hữu chiều cao quá nổi bật, nhưng kỹ năng trình diễn, thần thái biểu cảm đầy cuốn hút của Hồ Hèn Nhê là điều rất ấn tượng. Trước đó, cô còn bất ngờ tiết lộ series video được ghi lại vào thời điểm còn 2 tháng nữa, Miss Universe sẽ diễn ra. Chuỗi video nhằm mang đến cho khán giả những góc nhìn cận cảnh và chân thực nhất về quá trình chuẩn bị, tập luyện, trau dồi các kỹ năng của Hoa hậu Hồ Hèn Nhê. Đại diện Việt Nam đang trên đà xây dựng cho mình một hành trang vững chắc để có thể đi đến với Miss Universe. Hồ Hèn Nhê có lẽ là Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam thực hiện dự án này. Dù chưa gặt hái được thành quả nhất định, nhưng với những dự án khả quan này, cùng những gì thực hiện trong đêm bán kết diễn ra vào tối ngày 13 tháng 12 vừa qua, sự xuất hiện của đại diện Việt Nam tại Miss Universe là một ẩn số. Hoa hậu Hoàn vũ 2018 đang trong giai đoạn nước rút, nhưng có thể thấy những ồn ào gây tranh cãi nhất trong suốt mấy ngày qua chính là trang phục dân tộc bánh mì hết sức đặc biệt của Hồ Hèn Nhê. Ở các mùa giải trước, hầu hết các đại diện Việt Nam đều lựa chọn trang phục an toàn để tham dự phần thi này. Cô gái dân tộc Ê-đê như có sự chơi trội vượt bậc. Cụ thể, trong ngày 10 tháng 12, phần thi trang phục dân tộc nằm trong khuôn khổ Miss Universe 2018 đã chính thức diễn ra ở Thái Lan.
đại diện Việt Nam Hồ Hèn Nhê xuất hiện trong những phút cuối cùng của đêm thi với trang phục bánh mì. Thiết kế được lấy cảm hứng từ món ăn đường phố quen thuộc của người dân Việt Nam và du khách nước ngoài. Tuy nhiên, khán giả trong nước cho rằng trang phục này không đủ thuyết phục để làm trang phục dân tộc vì bánh mì có nguồn gốc từ phương Tây. Báo chí một số nước trên thế giới cũng có ý kiến trái chiều về bộ cánh đặc biệt này. Tuy gây tranh cãi, nhưng bộ trang phục của Hồ Hèn Nhê mang tên bánh mì được chuyên trang sắc đẹp Mixology bình chọn là một trong 10 bộ trang phục dân tộc lạ mắt nhất, gây sức hút mạnh mẽ với dư luận.